trước mặt chúng ta là chiếc VinFast của ông chùm siêu xe tại Hà Nội. Chiếc VinFast màu đỏ là một trong 9 chiếc đầu tiên được bàn giao tại khách hàng tại Việt Nam đã ra biển. Số không đẹp cho lắm, tuy nhiên không phải quá sống. VinFast Max SA, bạn thấy cái cụm đèn hậu nhìn đẹp không? Ấn tượng không? Cực kỳ ấn tượng luôn. Hơi nhiều chữ rườm rà một chút. Nhưng mà cũng rất ấn tượng luôn. Mâm thì chọn 20 inch. Lốp sau lên đến 315 luôn. Mình thì mình không thích mấy cái bốn cái chấm ở cái cụm đèn hậu. Tuy nhiên cái giải đường nét thì quá ấn tượng. Còn ngay phía sau là một chiếc BMW X5. Bạn nhìn hai chiếc xe có form giống hệt nhau. Form giống hệt nhau luôn. X5 và VinFast Lux SA. Chiếc X5 và một chiếc VinFast Lux SA chạy phía trước. Chiếc năm này thì là đời sâu hơn một chút rồi. Còn chiếc VinFast thì là chiếc xe hoàn toàn mới được phát triển trên cụm gầm của chiếc BMW X5 đời gần với cái đời hiện tại nhất. Di chuyển trên phố nhìn rất là bệ vệ đúng không ạ? Luôn. Mình sẽ lên phía trước cho các bạn chiếm với phần đầu xe. Wow, một bánh xoay. Wow. Ấn tượng luôn các bạn. Quá đẹp luôn đấy. Đây, quay phần đầu cho bạn xem. Wow. Phần đầu xe luôn. Ngay phía sau là một chiếc Honda CR-V VinFast Lux SA 2.0 Turbo. Chiếc X5 biết chạy có lẽ là nó cũng dễ đến đây. Quá đẹp luôn ạ. Động cơ 2.0 lít, công suất tối đa là 228 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 Nm. Thiết kế 5 cộng 2 chỗ ngồi. Quá đẹp luôn. Chiếc xe Fortuner rất là bạn thấy rất ấn tượng. Có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.